Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng .com. Một số khách hàng của mình khi mà bị gặp trục trặc ở vấn đề bánh sau, ví dụ như là xịt lốp hoặc là cần thay thế bánh sau hoặc là tháo ráp bánh sau để lúp vào ô tô cho gọn, thì sẽ không biết cách là để lắp cái bánh xe vào như nào cho chuẩn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là các cái khách hàng cũ của mình để tháo ráp bánh xe, sửa chữa bánh xe hoặc là đút vào chiếc xe ô tô của các bạn cho nó gọn. Thì trên ví dụ đây là mình có chiếc xe đang bị xịt lốp, hay như các bạn thấy là đang bị xịt lốp, thì mình tiến hành phải vá lốp. Thì cái cách tháo các bạn sẽ xem mình từng bước một. Đầu tiên các bạn sẽ phải tháo cái cụm phanh V ra, bởi vì khi mà các bạn không tháo thì nó sẽ vướng một cái lốp rất là khó ra. Thì cách tháo phanh V đơn giản nhất là như này: các bạn bóp phanh V vào và các bạn nhấc cái cong của cái phanh này ra là xong. Rất đơn giản các bạn. Đây, các bạn nhìn cài nhé. Đây là phanh hoạt động bình thường này. Đấy. Đấy, còn các bạn muốn tháo ra, các bạn chỉ cần bỏ cái chắn bụi ra, rút cái này nó chui ra khỏi cái phe cài này là các bạn tháo được cái phanh ra. Ok. Và tiếp theo các bạn tháo cái tai hồng của cái trục, giữ cái trục này ra. Đấy, trong ví dụ này thì cái trục này thì được cố định bằng loại tai hồng, còn một số trong ví dụ khác thì bằng eco, thì các bạn dùng cà lê hoặc mỏ lết các bạn tháo eco ra, cũng như tương tự như vậy thôi. Thế với tai hồng này thì các bạn xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Nếu các bạn chưa quen thì các bạn có thể lấy hẳn tai hồng ra, rút hẳn ra như này. Rút hẳn ra khỏi trục, trục này là gọi là trục tai hồng. Đó, xong các bạn tháo chiếc xe ra. Thì như vậy các bạn đã lấy được chiếc bánh ra và có thể sửa chữa bánh và ráp vào chiếc ô tô, đút vào chiếc ô tô của mình cho nó gọn. Khi đến nơi thì mình có thể ráp vào để mình chặn. Tại như các bạn thấy là cái trục này thì nó sẽ có một cái lỗ tròn. Đó. Thì cái que lúc nãy chúng ta tháo ra nó sẽ xiên vào đây để nó làm chặt lỗ. Đấy, nó làm chặt lỗ, chứ nó đời mới nó không sử dụng eco như đời trước, tức là vặn eco nữa, mà nó sẽ giúp cho cái người đạp không cần mang nhiều dụng cụ mà có thể sửa chữa chiếc xe của mình ngay tại nơi hỏng hóc mà không cần mang nhiều dụng cụ. Cách các bạn ráp chiếc bánh vào, thì các bạn đặt chiếc bánh vào này, các bạn nhìn nhé, đặt các bạn luồn xích ra y như tôi như này, luồn xích xuống líp, luồn xích chui vào líp, líp chui ở giữa hai xích, tức là khi mà đặt xuống các bạn phải nhấc cái sợi xích ở dưới chui xuống dưới líp, còn sợi xích bên trên cho xuống dưới, cho bên trên líp. Đó, như hình đây, các bạn nhìn như hình, và các bạn cầm cái đằng sau của cái đè để các bạn kéo xuống đất. Đấy, như vậy là bánh xe đã đặt vào hoàn chỉnh. Sau đó là các bạn vặn cái suốt này ra này. Có hai cái lò xo ở đây, chúng ta để một cái lò xo bên này và chúng ta bỏ ra một cái lò xo để chúng ta để bên kia, và chúng ta đút cái suốt vào trong cái trục rỗng lúc nãy chúng ta đã được nhìn. Sau đó chúng ta đặt lò xo, cái lò xo mà phần to, vòng tròn to thì quay ra ngoài. Sau đó chúng ta đặt tiếp tục cái này quay vào trong cái phần to của lò xo. Đấy, như hình. Rồi chúng ta vặn vào. Đấy. Và câu hỏi đặt ra ở đây là vặn thế nào thì đủ. Thì các bạn nhìn thấy đây, ở đây đó là cái tai hồng này, nó sẽ là một cái dạng là cam lệch tâm. Khi chúng ta gạt cái cần này vào thì nó sẽ rút ngắn khoảng cách tai hồng với cái suốt. Còn khi chúng ta gạt ra thì nó sẽ lới suốt. Em quay sát vào đây thì nhìn rõ. Đấy. Đấy, khi tôi gạt lên thì cái cam lệch tâm này nó sẽ đẩy cái này sát vào trong trục. Gạt lên này, đẩy sát vào. Mở ra, rộng ra, gạt lên đẩy sát vào.
trong này nó có cái cam lịch tâm, mình khi gạt lên nó sẽ rút sát cái này vào này, nó giúp cho cái mayer này được gắn chặt với cái chiếc khung đó. Thế thì câu hỏi đặt ra là vặn cái ốc eco bên này vào chặt như thế nào thì vừa đủ. Thì các bạn thấy, các bạn vặn đến khi nào mà cái tai hồng này nó đến tầm khoảng giữa, ngang bằng với mặt đất và bắt đầu nó thấy hơi lặng, thì các bạn là vặn như thế là đủ. Đó. Tức là khi các bạn gạt đến giữa cái tầm ngang mặt đất này mà bắt đầu thấy nó hơi lặng lặng thì các bạn thôi không vặn nữa. Và sau đó các bạn ấn chiếc khung xe xuống mặt đất để chiếc khung tì vào đều hai bên của bánh, giúp cho bánh được cân đều giữa khung, không giúp cho cái mayer là được gắn chặt vào không bị lệch lạc với cái khung. Và các bạn tiến hành là gạt lên, gạt chặt như vậy là chiếc bánh của chúng ta đã được gắn chặt với khung và hoàn toàn chắc chắn. Sau đó chúng ta là làm lại bước ban đầu, đúng không? Chúng ta ráp cái phanh V này vào, chúng ta cài vào cái lẫy phanh đây. À, như vậy là xong. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tháo ráp lắp nhanh cái chiếc bánh sau để các bạn có thể tiến hành sửa chữa trong khi quá trình tập luyện trên đường mà không có dụng cụ nhiều, chỉ có một bộ vá lốp thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo lắp được, hoặc các bạn có thể đút vào ô tô của mình cho nó gọn thì tháo và ráp. Các bạn xem cái video hướng dẫn của mình, thì nếu các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao hãy like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. YouTube bây giờ đặt rất là nhiều quảng cáo vào các video, tại vì các kênh YouTube mà chủ sở hữu các kênh YouTube muốn kiếm tiền video, nhưng mà với chúng tôi là một cái điểm hoàn toàn khác biệt, chúng tôi tắt hoàn toàn quảng cáo để giúp các bạn trải nghiệm video của chúng tôi hoàn toàn một cách chân thực và từ đầu đến cuối không bị gián đoạn bởi quảng cáo YouTube. Vì vậy các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng like video và hãy ấn subscribe kênh của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất. Bên cạnh ấn chiếc chuông để các bạn sẽ là những người nhận được thông báo mới nhất của YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.